Xin chào mọi người nha. Chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mọi người, mình sẽ review cho các bạn xem gọi là chiếc mũ huyền thoại của mình nhé. Mình có một chiếc mũ huyền thoại là khá là lâu rồi, mình không nhớ mình mua năm nào nữa. Đấy, nhìn đấy. Cái màu sắc đây này các bạn ơi. Nói đến mũ cội là nói đến cái anh chàng của vận động viên của Đông Timor ấy. Anh này là mình cũng không nhớ rõ cái tên. Anh này là vận động viên điền kinh của Đông Timor bạn nha. Đấy, anh sau khi anh được huy chương bạc, anh quá là vui mừng xúc động. Anh không có người mà để mà chia sẻ. Đấy, anh không có người để chia sẻ. Anh là cầm tay hai vận động viên của Việt Nam mà anh giơ cao. Sau đó anh cầm cả lá cờ của Việt Nam, cầm cả lá cờ đấy, lá cờ nhỏ của Việt Nam. Sau đó là anh trở thành hot nhất SEA Games. Anh sau khi anh về khách sạn ấy, là được người dân Việt Nam mến mộ đến gặp riêng anh để tặng một số quà, trong đó có mũ cội. Đấy, có mũ cội của Việt Nam. Đấy, anh nằm ngủ dân mạng còn nói rằng là anh này nghèo nhất ở vận động viên, các vận động viên, nhưng mà anh lại là chiếm được cái tình cảm của người dân Việt Nam nhất. Cho nên anh sau khi anh ngủ, anh vấn đề cái mũ cội trên đầu gối, anh ngủ ngoài sảnh khách sạn ấy, chuẩn bị về đấy. Chính vì thế là anh đã chiếm được tình cảm rất là lớn của những người hâm mộ. Ngoài ra đó, có một người nước ngoài nữa là hâm mộ và yêu mũ cội Việt Nam nhất. Đó là ông trưởng bản của Hùng Kaka bên châu Phi. Ông này sau khi được Hùng Kaka tặng cho cái mũ cội, ông này ông là suốt ngày ông đội mũ của Việt Nam thôi. Đấy. Ông này ông đội mũ của mũ cội của Việt Nam, ông đi làm. Đấy. Mình thấy hai ông này là những người gọi là nước ngoài là yêu mũ cội Việt Nam nhất. Cho nên mình từ đó mình trước đây mình cũng đã giữ ở đấy cái mũ cội huyền thoại của mình đây, và mình cũng luôn tiện mình kể cho các bạn nghe, và chắc một số người hay vào mạng xem tin tức thật sự các bạn biết đấy. Và các bạn nào mà có quan tâm đến team châu Phi, là đặc biệt là cái bản của Hùng Kaka người Nghệ An mình ấy, phụ trách ấy, là có một cái ông trưởng bản này mình cũng không nhớ tên đâu. Đấy, ông này ông đi làm suốt ngày ông đội mũ cội Việt Nam. Đấy. Đấy. Và nói tiện mình cũng làm một cái video ngắn về cái mũ cội nhá. Sau đây mình cũng sẽ kết thúc video. Xin cảm ơn tất cả các bạn xem được video này. Mong các bạn ủng hộ chia sẻ, like và bình luận, comment bên dưới video. Và ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Xin chào tất cả quý các bạn. Chúc mọi người một buổi chiều tối mạnh khỏe hạnh phúc.